Để đảm bảo an ninh trật tự, giãn cách xã hội theo chỉ thị 16, một số quận nội thành Hà Nội đã phát phiếu đi chợ cho các hộ dân cư. Tuy nhiên, một cặp vợ chồng không có phiếu đi chợ theo quy định vẫn phi xe vào chợ Yên Phụ, Tây Hồ. Đại diện Ủy ban Nhân dân phường Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội cho biết trên địa bàn phường vừa ghi nhận trường hợp một cặp vợ chồng có biểu hiện gây rối tại chốt kiểm dịch Covid-19, sau đó còn phát trực tiếp lên mạng xã hội. Sau khi không được lực lượng chức năng cho vào chợ, hai người trên đã có hành vi chống đối, gây rối ầm ĩ tại chốt kiểm dịch. Khi cán bộ công an tại chốt kiểm dịch liên tục yêu cầu họ ra ngoài, không được vào trong chợ, người đàn ông đã có thái độ không hài lòng. Anh này khăng khăng giấy tờ tôi có đầy đủ đây. Bị từ chối nhiều lần, người này tỏ ra kích động, bảo vợ rút điện thoại ra phát trực tiếp lên mạng. Thực chất đôi vợ chồng này không vào thăm ai cả, mà chỉ muốn qua chốt đó. Nhưng chốt đó là vào chợ Yên Phụ, theo quy định ai có thẻ mới được vào. Khi lực lượng chức năng không cho vào thì đôi vợ chồng trên cà khịa xô đẩy lực lượng công an, cảnh sát khu vực, ông Sáng cho hay. Vị lãnh đạo phường Yên Phụ cho biết thêm, khi cầm điện thoại ra livestream, người phụ nữ trên liên tục ghi thẳng camera điện thoại vào mặt công an, nói: "Tôi phải quay clip làm bằng chứng. Anh là cái gì ở đây? Anh có nhiệm vụ gì? Anh sai tôi có quyền quay. Thẻ của anh đâu, đưa đây." Sau đó, đôi vợ chồng trên lao thẳng vào chốt kiểm soát nhằm thông chốt, vừa xông vào trong vừa la hét, túm áo lực lượng chức năng. Những hành vi gây rối trên của đôi vợ chồng được nhiều người dân chứng kiến ghi lại. Trước hành vi có dấu hiệu chống đối, gây rối trên, lực lượng chức năng đã cưỡng chế đôi vợ chồng đưa về trụ sở Ủy ban Nhân dân phường Yên Phụ để điều tra, xử lý. Theo ông Sáng, thời điểm xảy ra sự việc, hai trường hợp trên có dấu hiệu say xỉn, người nồng đặc mùi rượu. Trong diễn biến mới nhất, Công an phường Yên Phụ đã chuyển vụ việc đôi vợ chồng chống đối công an ở chốt kiểm dịch chợ Yên Phụ lên Công an quận Tây Hồ. Ngày 29 tháng 7, Công an quận Tây Hồ, Hà Nội cho biết đang lập hồ sơ xử lý hành vi vi phạm quy định phòng chống dịch COVID-19 và tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ đối với vợ chồng Đăng Kim Hát 46 tuổi, Nguyễn Văn Đờ 50 tuổi. Trước mắt, chúng tôi sẽ xử phạt ở mức kịch khung đôi vợ chồng này do vi phạm quy định về phòng chống dịch COVID-19, mức phạt đối với mỗi người là 3 triệu đồng. Ngoài ra, Công an phường Yên Phụ cũng đang củng cố hồ sơ. Công an tập thì bụng lo không lấy. Anh chửi ai? Tôi chửi ông á. Chửi anh đúng không? Mày làm gì tao? Mày đi. Thực hiện chỉ thị 16 của chính phủ, người dân nhiều tỉnh thành không ra ngoài nếu không có việc cần thiết. Tuy nhiên, bất chấp lệnh cấm, nhiều người vẫn đổ ra đường làm tình hình dịch bệnh COVID-19 thêm phức tạp. Thậm chí, một bộ phận còn có hành vi chống đối, đập bàn, chửi bới tại các chốt kiểm soát dịch COVID-19. Theo chuyên gia, những trường hợp này có dấu hiệu tội chống người thi hành công vụ. Mới đây nhất, mạng xã hội chia sẻ rần rần khoảnh khắc ghi lại hành vi không đúng mực của một người phụ nữ tại chốt kiểm dịch ở Mê Linh, Hà Nội. Theo camera ghi lại, khi không được cho qua chốt kiểm dịch, người phụ nữ đã phi dép lên cao, đi chân đất và rút từ trong túi ra một khúc côn dài hệt như trong phim kiếm hiệp. Chị vừa múa côn vừa biểu diễn một số động tác võ thuật ngay trước mặt chiến sĩ công an. Hành động kỳ lạ này đã thu hút nhiều ánh mắt của người đi đường quanh đó. Trước hành động của người phụ nữ được cư dân mạng gọi là truyền nhân của Hoàng Phi Hồng, chiến sĩ cảnh sát giao thông chỉ còn nước biết đứng nhìn. Dù chưa biết mục đích hay nguyên nhân nào khiến chị làm vậy, song cũng khiến cộng đồng mạng không khỏi ngao ngán. Sau khi clip được đăng tải, cư dân mạng đã bình luận khá rôm rã. Có bình luận khẳng định, nếu chiếc dép bay trúng chiến sĩ cảnh sát giao thông, có lẽ truyền nhân Hoàng Phi Hồng sẽ phải bóc vài quyển lịch. Nhưng cũng có ý kiến cho rằng, dù thế nào cũng cần phải xử lý nghiêm hành động này của người phụ nữ vì đã coi thường tổ công tác. Hai ngày qua, mạng xã hội xôn xao đoạn clip một người đàn ông tranh cãi với tổ tuần tra xử lý vi phạm hành chính phục vụ phòng chống dịch COVID-19. Theo đó, người phụ nữ 41 tuổi ở Cần Thơ bị lực lượng chức năng xử phạt vì ra đường không lý do. Người chồng sau đó đến gặp tổ công tác tranh cãi và xé biên bản. Người đàn ông này nói, trong lúc người dân khốn khổ như vậy, đồ ăn đồ uống không có, bây giờ đi lại không có, phải qua Xuân Khánh. Khi tổ tuần tra giải thích, người đàn ông phản ứng, nếu anh nói vậy thì anh nhắn với chủ tịch phường anh là đừng bao giờ gọi tôi làm từ thiện nữa, nghe chưa? Một năm tôi cho 500 đến 700 phần quà phường anh. Theo Ủy ban Nhân dân quận Ninh Kiều, sự việc xảy ra vào sáng ngày 23 tháng 7. 9 giờ cùng ngày, tổ tuần tra xử lý vi phạm hành chính phòng chống dịch COVID-19 tại điểm trước công viên Vincom Xuân Khánh đã tạm dừng một số phương tiện kiểm tra các trường hợp ra đường không đúng quy định.
Khi cho dừng phương tiện, tổ tuần tra đã lập biên bản bà T, 41 tuổi, ở quận Ninh Kiều, vi phạm hành chính trong trường hợp ra đường không có lý do chính đáng. Bà T đã chấp nhận, ký vào biên bản xử lý vi phạm hành chính. Đến 10 giờ 45 phút cùng ngày, ông H, V, C, 48 tuổi, chồng bà T, mang theo biên bản đến nơi tổ công tác đang làm nhiệm vụ. Ông C gặp tổ trưởng và thành viên tổ tuần tra, thắc mắc vi phạm của vợ. Hai người trong tổ tuần tra giải thích vợ ông C ra đường không mang theo thẻ đại diện hộ dân mua hàng thiết yếu là vi phạm quy định. Ông C sau đó tranh cãi với hai người trong tổ tuần tra, xé biên bản ngay tại chỗ và lên xe bỏ đi. 5 phút sau, ông C quay lại nói với tổ tuần tra rằng vợ đã đóng phạt. Tại buổi làm việc, ông C thừa nhận là phát ngôn và hành động xé biên bản là sai. Ông nhận lỗi về việc phát ngôn và xé biên bản là không đúng, xin rút kinh nghiệm. Trước đó, sáng ngày 22 tháng 7, khi công an xã Bình Lộc, thành phố Long Khánh đang làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch ở khu phố Suối Chồn thuộc địa bàn, thì Tân đi xe máy chở Nguyễn Tiến Duy, 22 tuổi đến và muốn qua chốt. Quá trình kiểm tra phòng chống dịch, Tân và Duy đã không trình bày được lý do vào địa bàn xã Bình Lộc, chưa thực hiện khai báo y tế, nhưng vẫn cố đi thẳng qua chốt. Tổ công tác yêu cầu thanh niên này quay lại, nhưng người này gỡ bỏ khẩu trang, chửi bới, đạp vào người một cảnh sát. Chưa dừng lại, thanh niên này tiếp tục điều khiển xe chạy thẳng vào địa bàn xã Bình Lộc, buộc lực lượng chức năng phải đuổi theo bắt giữ. Cách đây không lâu, tại chốt kiểm soát Phan Văn Trị, Phạm Văn Đồng, thành phố Hồ Chí Minh, Gò Vấp cũng xảy ra trường hợp cặp đôi lạng lách qua mặt các cán bộ. Đoạn video ghi lại hình ảnh một cặp đôi chạy xe máy liều lĩnh thông chốt kiểm soát khi lực lượng chức năng đang tiến hành kiểm tra giấy tờ tùy thân, giấy xác nhận nơi làm việc. Theo chia sẻ, sự việc được ghi lại vào sáng ngày 12 tháng 7 tại một chốt kiểm soát ở quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Theo dõi hình ảnh trong đoạn clip cho thấy, tại chốt kiểm soát có mật độ phương tiện đang khá đông đúc. Lực lượng chức năng hướng dẫn người dân tấp vào lề đường để tiến hành kiểm tra giấy tờ tùy thân và lý do người dân di chuyển ngoài đường. Tuy nhiên, lúc này một đôi nam nữ chạy xe máy đã bất ngờ vọt lên, lạng lách qua dòng phương tiện với tốc độ nhanh để thông chốt kiểm soát. Thế vậy, một cán bộ đã chạy đuổi theo ra hiệu cho đôi nam nữ quay lại để xuất trình giấy tờ. Tuy nhiên, cặp đôi này đã nhanh chóng rẽ phải và tấp vào lề đường. Quan sát thấy một cán bộ đang tiến lại gần, cặp đôi còn rồ ga và phóng đi để tránh bị kiểm tra giấy tờ. Hành động thiếu ý thức của cặp đôi làm tăng nguy cơ lây nhiễm dịch trong cộng đồng khiến dân mạng vô cùng bức xúc. Nhiều người lên tiếng đề nghị lực lượng chức năng truy theo biển số xe để xác định danh tính hai đối tượng và xử phạt thật nặng khi vi phạm quy định phòng chống dịch. Đen Vâu viết rằng, ngày xưa chơi trốn tìm thì tìm những đứa trẻ trong xóm, nhưng lớn lên mỗi người lại đi tìm một cái khác nhau, tìm bản thân mình, tìm một ai đó để gắn bó trong đời, hay tìm thành công, tìm đam mê. Hầu như trong mỗi người đều có những cuộc trốn tìm triền miên không bao giờ ngủ nghỉ. Tuy nhiên, xin đừng chơi trốn tìm trong mùa dịch, hãy tuân thủ thông điệp 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tập trung, khai báo y tế để giữ an toàn cho bạn và chúng ta trước đại dịch Covid-19. Một trong những yếu tố quyết định thắng lợi là nhờ vào quy định cách ly y tế với các đối tượng tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch. Tuy nhiên, không phải tất cả đều có ý thức tốt. Thành phố Hồ Chí Minh hiện đang là tỉnh thành rất căng thẳng khi số ca nhiễm COVID-19 mới mỗi ngày lên tới hơn 1.000 ca. Trước tình hình này, thành phố Hồ Chí Minh quyết định thực hiện chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Bên cạnh đó, nhiều con hẻm trên địa bàn thành phố cũng bị chặn bởi các cuộn dây kẽm gai để hạn chế việc đi lại của người dân. Dù vậy, không ít người vẫn thờ ơ với dịch bệnh, thản nhiên đi ra ngoài mà không có lý do chính đáng, thậm chí là thông chốt kiểm dịch. Điển hình là mới đây trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại hình ảnh một cô gái trổ tài uốn dẻo để vượt qua rào thép gai phong tỏa. Theo người đăng tải, đoạn video được ghi lại tại một khu vực vắng người và đang bị phong tỏa do liên quan đến một ca nhiễm COVID-19. Cô gái được cho là cư dân ở đó. Vì một lý do trời ơi đất hỡi, cô sẵn sàng chấp nhận mọi rủi ro và vượt qua hàng rào đầy gai góc. Không rõ cô gái kia có vượt rào thành công không, nhưng đoạn video nhanh chóng lan rộng trên mạng xã hội. Đa số mọi người đều lên tiếng chỉ trích cô gái vì hành động thiếu ý thức của cô. Trước đó, tại một số công viên và bờ kè đường Hoàng Sa, thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang, lực lượng chức năng phát hiện nhiều người dân vẫn vô tư tới đây tập thể dục và câu cá bên bờ sông Tiền mặc dù đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16. Phát hiện lực lượng chức năng, nhiều cần thủ đưa ra lý do dịch bệnh nghỉ làm, buồn quá nên đi câu cá giải trí. Còn những người dân đi tập thể dục,
đi xe đạp, dắt chó đi dạo thì lập tức bỏ chạy khi gặp tổ tuần tra. Đáng nói, khi gặp tổ tuần tra, một người đàn ông còn nhảy xuống sông tiền bơi đi tìm chỗ trốn để tránh bị bắt. Thông tin về giám đốc công ty bất động sản bay lông vòng qua nhiều tỉnh với mục đích được cho là nhằm tránh né cách ly những ngày vừa qua gây bão dư luận. Từ thành phố Hồ Chí Minh ra Đà Nẵng, không chịu cách ly, đề xin tè rỡ vào thành phố Hồ Chí Minh nhưng thực chất lại bay ra Hà Nội, rồi về Đà Nẵng, đến Hội An phát hiện mắc Covid-19. Ngay lập tức, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam yêu cầu xử lý nghiêm đối với bệnh nhân này theo quy định của pháp luật, làm đủ các hành động trời ơi để trốn cách ly, nhưng chưa phẫn nộ bằng việc một người phụ nữ là nữ bệnh nhân ép không trèo tường trốn khỏi bệnh viện để mắng người tố cáo mình. Theo thông tin được đăng tải, nữ bệnh nhân trên đang điều trị tại Bệnh viện Dã chiến thị xã Đông Hòa. Vào ngày 12 tháng 7 vừa qua, cô đã leo qua lỗ trống do các ô gạch vỡ trên tường rào bệnh viện để ra ngoài, sau đó leo vào lại. Vụ việc chỉ được biết đến khi một bệnh nhân khác trong bệnh viện chụp lại và gửi báo cho cơ quan chức năng. Ngay sau đó, các cán bộ công an và bảo vệ bệnh viện đã mời nữ bệnh nhân lên làm việc. Lúc này, cô mới khai nhận mình leo ra ngoài để tìm hái lá bạc Hà đem vô bệnh viện nấu nước xong. Đáng nói, sau khi bị xử phạt, nữ bệnh nhân đã tìm bằng được người chụp hình, tố cáo mình và lớn tiếng la lối, mắng chửi đối phương ngay giữa bệnh viện. Điều này khiến cho rất nhiều dân mạng bức xúc và chỉ trích nữ bệnh nhân. Bên cạnh những hành vi trốn cách ly vì những lý do trời ơi, trong thời điểm dịch bệnh căng thẳng, những hành động chống đối nhân viên y tế và khai báo y tế không trung thực khiến dư luận vô cùng bức xúc. Những hành vi này khiến cho công tác phòng chống dịch đã khó khăn lại càng thêm phức tạp. Gần đây nhất, đoạn clip ghi lại sự việc một cô gái mặc váy hồng có hành vi chống đối lực lượng chức năng, đòi xách vali đặt vé máy bay về miền quê khi đang trong khu phong tỏa ở thành phố Hồ Chí Minh lại khiến cho dư luận một phen nóng máu. Vụ việc được cho là xảy ra ở Trần Hưng Đạo, quận 1. Cụ thể, trong clip, hai nam nhân viên y tế mặc quần áo bảo hộ đang ra sức khuyên giải: "Em một người thì phải vì mọi người đi chứ." Tuy nhiên, người phụ nữ này có thái độ gắt gỏng, bây giờ nghỉ việc không có ai nuôi mà không cho người khác về. Sau khi lớn tiếng la hét, người này đủng đỉnh bỏ đi rồi vào nhà đóng sầm cửa lại. Sau khi các trường hợp này được thông tin trên phương tiện truyền thông, nhiều ý kiến đã bức xúc, thậm chí phẫn nộ và cho rằng trong khi tình hình dịch Covid-19 đang rất phức tạp, mỗi ngày có hàng trăm ca mắc mới, những hành động thiếu ý thức, vô trách nhiệm, cố tình chống đối, trốn tránh cách ly như vậy sẽ gây nguy hiểm cho cộng đồng và phải xử lý hình sự chứ không thể chỉ xử phạt hành chính. Hiện nay, các lực lượng trên tuyến đầu chống dịch đang phải căng mình để thực hiện nhiệm vụ. Hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, nhân viên y tế và cả các sinh viên ngành y, sinh viên tình nguyện đã xung phong tăng cường vào vùng dịch, không quản hiểm nguy, với mong muốn hỗ trợ, sẻ chia và cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh. Thế nhưng vẫn có những con sâu bỏ đầu nồi canh khi cố tình trốn khỏi khu cách ly, phong tỏa, cố tình không chịu đi cách ly, khiến không chỉ các cơ quan chức năng phải vất vả tìm kiếm, truy vết, gây tốn kém, mất thời gian mà còn tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng.